MC Cát Tường bị cướp giật túi xách giữa phố ngày đầu năm khiến người hâm mộ lo lắng. Diễn viên Cát Tường chia sẻ trên trang cá nhân vào mùng 3 Tết, cô không may gặp chuyện xui xẻo đầu năm khi bị giật mất túi xách. Vì có hẹn cà phê với bạn, cô ra khỏi nhà từ sớm và đặt xe qua ứng dụng để di chuyển. Trong lúc chăm chú vào điện thoại, nữ diễn viên mất cảnh giác và bị một tên cướp giật giỏ xách. Hành động của tên cướp diễn ra chớp nhoáng và nhanh chóng tẩu thoát, khiến Cát Tường không kịp lần theo dấu vết. Tuy bị mất chiếc túi, Cát Tường may mắn không gặp phải vấn đề nguy hiểm nào khác. Cô chỉ tiếc món đồ mới sắm đi chơi Tết vì chiếc túi cũng không có nhiều tiền hay vật giá trị. Sau sự việc, nữ diễn viên mong muốn bản thân và mọi người quan sát, bảo quản tư trang kỹ lưỡng hơn mỗi khi ra đường, nhất là dịp lễ Tết có nhiều kẻ xấu lộng hành. Tết năm nay, Cát Tường dành thời gian cho nghỉ ngơi sau một năm bận rộn. Mùng 1, cô diện áo dài tím thăm 10 chùa đúng ước nguyện và cầu nguyện điều bình an cho gia đình nhân dịp năm mới. Buổi tối, nữ diễn viên ghé đến sân khấu chúc mừng năm mới và chụp hình với nhiều đồng nghiệp như Lê Giang, Trấn Thành, Tiến Luật. Cát Tường cũng lên kế hoạch cùng con gái du lịch Úc sau dịp lễ. Cát Tường sinh năm 1976, từng đỗ thủ khoa trường sân khấu điện ảnh và đạt hạng 3 cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Nữ diễn viên tham gia một số phim nổi tiếng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím. Sau giai đoạn hôn nhân đổ vỡ và sự nghiệp xuống dốc, Cát Tường trở lại với vai trò MC Bạn muốn hẹn hò, dẫn cùng MC Quyền Linh. Công việc giúp cô gây dấu ấn mạnh mẽ với khán giả, được ví như bà mai mát tài của các cặp đôi. Từ chương trình, Cát Tường đắt show hơn và đời sống kinh tế ổn định hơn trước. Danh hài Trấn Thành bị ekip làm phim tố vô trách nhiệm, Asin gặp hạn lớn đầu năm rồi. Việc Trấn Thành quá tập trung quảng bá cho phim riêng Cua lại vợ bầu mà không tham gia truyền thông bộ phim khác cũng có sự góp mặt của anh là Trạng Quỳnh, khiến nhiều người trong ekip tỏ thái độ không hài lòng. Mới đây, trên trang cá nhân, Thanh Thúy bất ngờ đăng tải dòng trạng thái chia sẻ về đạo diễn Đức Thịnh. Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất cho biết, ông xã cô đang vô cùng thất vọng về một người đồng nghiệp trong nghề. Thấy chồng đi làm về vào bệnh viện thăm mình, thấy ông buồn buồn, hỏi ông về doanh thu phim Trạng Quỳnh. Ông nói rất tốt, rất khủng. Tôi hỏi mãi, sao anh không vui? Anh im lặng rất lâu, rồi nói, anh buồn vì cái nghề của mình. Sao ai muốn nói, muốn bình phẩm gì cũng được, thậm chí cả nhục mạ. Cô viết, anh buồn về một đồng nghiệp đã từng là đồng đội, đồng hành. Họ biết rõ anh cực khổ như thế nào, trải qua khó khăn ra sao để thực hiện bộ phim Trạng Quỳnh. Sao họ lại cư xử như vậy? Rất không đúng chút nào. Từ nay anh sẽ không trân trọng họ như từng trân trọng vào quý mến. Đến giờ anh vẫn tự hỏi tại sao họ làm vậy. Thanh Thúy thuật lại lời tâm sự của chồng. Dòng chia sẻ của vợ chồng Thanh Thúy nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng nhân vật được đạo diễn siêu sao siêu ngố nhắc đến là Trấn Thành. Trước đó, đạo diễn Trạng Quỳnh vướng không ít ồn ào khi bị cho là người đứng sau chơi xấu ekip Cua lại vợ bầu. Bộ phim ra mắt cùng thời điểm Tết do Trấn Thành đảm nhận vai chính. Tin đồn này xuất phát từ việc nam diễn viên đăng tải dòng trạng thái bức xúc trên trang cá nhân. Danh hài cho biết, Cua lại vợ bầu liên tục bị đánh giá điểm thấp và hoài nghi về việc bị chơi xấu hạ điểm đánh giá. Hơn nữa, việc Trấn Thành liên tục quảng bá cho Cua lại vợ bầu, trong khi nam diễn viên cũng đảm nhận vai quan trọng trong Trạng Quỳnh, khiến cộng đồng mạng thêm phần khẳng định ông xã Harry Won là nhân vật được Thanh Thúy nhắc đến trong trạng thái mới đây. Chia sẻ với phóng viên, Đức Thịnh đã nói, tôi cũng vừa nói chuyện với Thanh Thúy, tôi xin phép không tiết lộ người đó là ai, đặc biệt là trong thời điểm nhạy cảm này. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc Trấn Thành có tham gia quảng bá Trạng Quỳnh hay không, nam đạo diễn bày tỏ, tôi không quan tâm chuyện đó, nhóm truyền thông là một nhóm độc lập, họ làm việc với Trấn Thành như thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi nghe báo cáo lại, họ khó chịu khi Trấn Thành chỉ tập trung vào phim khác. Ở góc độ đạo diễn, tôi không đặt nặng chuyện đó nhiều. Đồng thời, nam đạo diễn cho biết, hiện tại, sau 3 ngày Tết, doanh thu Trạng Quỳnh cán mốc 33 tỷ đồng và đứng thứ hai sau Bí kíp luyện rồng. Nhiều người nói rằng doanh thu này quá cao so với thực tế, nhưng tôi đã làm việc với nhà phát hành nhiều năm qua, những gì mà họ công bố chuẩn xác so với thông báo mà tôi nhận được. Tôi nghĩ Trạng Quỳnh có thể được đón nhận như vậy là do phù hợp với Tết Việt. Trong số các phim ra rạp cùng lúc, từ poster cho đến nhân vật,
dự án này cho người xem thấy được không khí Tết thông qua các tính chất về văn hóa Việt. Anh nói thêm, trong khi đó, một thành viên trong ekip sáng tạo của phim Trạng Quỳnh bày tỏ bức xúc về vấn đề này. Xin phép giấu tên, anh nói. Bản thân tôi thấy anh Thịnh quá hiền vì Trấn Thành gần như không ủng hộ phim này. Nếu nhìn trên Facebook, có thể thấy Trấn Thành chia sẻ rất nhiều về dự án còn lại của anh ấy, trong khi Trạng Quỳnh hiện tại gần như không có ngôi sao nào. Nhã Phương vì bận chuyện gia đình nên không thể trách cô ấy. Quốc Anh thì là một gương mặt khá trẻ, còn Trấn Thành không có trách nhiệm dù anh ấy là một diễn viên của phim. Ý tôi nói ở đây là về việc anh ấy đăng tải dòng trạng thái trên fanpage khiến nhiều người nghĩ rằng ekip của Trạng Quỳnh đang chơi xấu cua lại vợ bầu. Mặc dù Trấn Thành đã có một vai diễn rất xuất sắc trong phim Trạng Quỳnh, nhưng về mặt tư cách đồng nghiệp và là người trong ekip thì điều này không có hậu. Tôi nghĩ lý do Trấn Thành ủng hộ phim Cua Lại Vợ Bầu nhiều hơn vì anh ấy muốn thoát ra khỏi cái bóng diễn viên hài để đóng nhiều vai có chiều sâu. Ekip Trạng Quỳnh quay hơn 40 ngày rất cực khổ, nhưng nếu nhìn trên Facebook, Trấn Thành không chia sẻ gì về phim. Rất may đến giờ này không có sự ủng hộ của Trấn Thành, phim Trạng Quỳnh vẫn sống dù không thắng số 1. Người này nói thêm, có thể nói, đây có vẻ là một khởi đầu năm mới không mấy suôn sẻ của Trấn Thành khi anh liên tục gặp những lùm xùm từ chuyện bị chơi xấu khi phim Cua Lại Vợ Bầu trình chiếu, đến ekip Đức Thịnh lên tiếng tố Trấn Thành là người vô trách nhiệm. Sự việc đúng sai đến nay vẫn chưa được giải quyết, hiện khán giả vẫn rất cần một lời lên tiếng chính thức từ nam danh hài. Hé lộ khối tài sản khủng của Miu ở tuổi 30 khiến ai cũng ngưỡng mộ. Sinh năm 1989, Miu quen thuộc với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Là hot girl không scandal, nhan sắc xinh đẹp, Miu được nhiều đạo diễn để ý và chọn mặt gửi vàng. Cô có cơ hội tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình tên tuổi như Thiên Mệnh Anh Hùng, Mùa Hè Lạnh, Hoàng Tử và Lọ Lem, Gia Đình Tôi, Bí Ẩn Song Sinh, 4 năm, Hai Chàng Một Tình Yêu. Tuy không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, nhưng Miu vẫn ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim và được nhiều công chúng yêu mến vì không scandal. Ồn ào lớn nhất Miu từng vướng phải đó chính là mối tình với thiếu gia Phan Thành. Thời điểm cô công khai mối quan hệ, ai nấy đều không khỏi bất ngờ. Thiếu gia Phan Thành là người sở hữu dàn siêu xe có giá trị lên tới 100 tỷ. Hai người đã có lễ đính hôn lãng mạn vào cuối năm 2014. Sau ngày đính hôn, Miu dường như rút khỏi làng giải trí và lặng lẽ góp mặt bên cạnh Phan Thành. Thế nhưng cách đây hơn 2 năm, chuyện tình của hai người bỗng bị người thứ ba, hot girl 17 tuổi Thúy Vi xen vào. Dù Miu đã tha thứ, họ có một thời gian quay lại, nhưng sau đó ít lâu thì chính thức đường ai nấy đi. Sau chuyện tình ồn ào, Miu dốc sức cho công việc. Ngoài việc tham gia diễn xuất, tham gia các sự kiện, chạy show, Miu còn tham gia giảng dạy về thiết kế thời trang tại một trường đại học. Và từ 10 năm trước, Miu đã bắt đầu kinh doanh thời trang. Cô mở cửa hàng thời trang nằm tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại cửa hàng đang kinh doanh khá tốt khi luôn đông kín khách đến mua hàng. Không dừng lại ở đó, Miu còn tậu hẳn 4 căn hộ, sau đó cho thuê lại để sinh lời. Căn hộ mới đây nhất cô mua hồi tháng 7 năm 2018. Căn nhà này tọa lạc tại một khu chung cư quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Đây không phải là căn nhà đầu tiên mình sở hữu, nhưng chắc chắn là do mình chăm chút làm từ thô lên hoàn thiện nên thấy có tình cảm hơn hẳn. Căn nhà từ khi nhận thô cho đến lúc hoàn thành, tự tay mình nâng niu chăm sóc. Căn hộ này có view nhìn ra thành phố với lối thiết kế đơn giản nhưng trang nhã, hiện đại, gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách với lối thiết kế hiện đại nhưng vẫn toát lên nét mộc mạc, ấm áp. Tiếp nối thành công kinh doanh, Miu gây bất ngờ cho khán giả khi bỏ ra số tiền không nhỏ, xây dựng khu phức hợp mua sắm, ăn uống 1.000m² nằm ngay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Khu phức hợp này gồm có 30 gian hàng thời trang và 30 gian hàng ăn uống với không gian ngoài trời, không gian trong nhà, được trang trí kỹ lưỡng để thu hút giới trẻ đến vui chơi và chụp hình. Trong khối tài sản kết xù của người đẹp sinh năm 1989 này, còn phải kể đến chiếc xe Audi sang trọng và những món hàng hiệu đắt tiền. Với sự tự lập và chăm chỉ, ở tuổi 30, khối tài sản của Miu khiến bao người phải ao ước. Hiện tại, Miu lột xác với những hình ảnh trưởng thành, quyến rũ, thay vì đóng khung trong vẻ nhẹ nhàng, ngây thơ. Đặc biệt, cô còn rất thành công trong sự nghiệp kinh doanh, diễn xuất, giảng dạy. Những gì cô đã đạt được đã chứng tỏ chẳng cần một đại gia nào ở bên, chính bản thân cô vẫn dư sức có được cuộc sống dư dả và thoải mái.